chân dung năm chùm gangster đình đám nhất thế giới ngầm. Là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt tội danh nguy hiểm và sở hữu bộ óc nhạy bén trong kinh doanh, tiếng tăm bố già Semyon Mogilevich nổi như cồn trong thế giới ngầm châu Âu và Mỹ. Bố già của các bố già. Semyon Mogilevich nằm trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, theo Time. Không chỉ nổi tiếng trong thế giới ngầm châu Âu và Mỹ, mà y còn nổi bật với các hoạt động kinh doanh bẩn. Sinh năm 1946 tại Ukraine, Mogilevich là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt tội danh nguy hiểm như buôn bán nguyên liệu hạt nhân, vũ khí, ma túy, gái điếm, tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp trên quy mô toàn cầu, hoạt động rửa tiền và sở hữu một mạng lưới đâm thuê chém mướn tung hoành khắp châu Âu và Mỹ. Không những vậy, y còn thể hiện tính nhạy bén trong kinh doanh khi điều hành một số công ty khí đốt lớn, ngân hàng và có mối liên hệ với công ty năng lượng Gazprom của Nga. Năm 1974, Mogilevich bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ. Năm 1977, y tiếp tục nhận thêm bản án 4 năm về tội lừa đảo tín dụng. Năm 2002, mắc tội lừa đảo cổ phiếu của một công ty Mỹ. Năm 2003, Mogilevich chính thức nằm trong sổ đen của FBI cùng lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về các tội rửa tiền, bảo kê và lừa đảo cổ phiếu. Mogilevich bị bắt tại Moscow trong năm 2008 vì tội trốn thuế, nhưng do quá danh mãnh, y thoát án tù vào năm sau. Tạp chí Forbes ước tính tài sản của Mogilevich rơi vào khoảng 10 đến 12 tỷ USD. Cơ quan chống tội phạm thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết Mogilevich sử dụng đến 17 tên gọi và nhiều hộ chiếu khác nhau, nên việc lẩn trốn của Mogilevich dễ như trở bàn tay. Gangster gốc Italy khuynh đảo đất Mỹ. Al Capone, sinh năm 1899, mất năm 1947, là chùm mafia gốc Italy làm mưa làm gió trên đất Mỹ. Y xuất thân từ một gia đình lương thiện và khá giả. Bước ngoặt trong cuộc đời Capone là thời điểm gia đình y chuyển tới định cư tại khu vực quảng trường Garfield. Tại đây, Capone gặp và kết thân với vợ chồng tội phạm Johnny Torrio. Chính Torrio là người thầy đầu tiên dạy cho hắn những bài học quý giá, làm nền tảng cho kẻ lãnh đạo của đế chế tội phạm ở Chicago sau này. Trong quãng đời phạm tội, Capone không từ một thủ đoạn để kiếm lời. Tên này có thể thuê người thanh toán đối thủ kinh doanh hoặc tự ra tay theo những cách dã man nhất. Capone và băng nhóm tung hoành và nắm giữ các hoạt động ở Chicago gồm cờ bạc, mại dâm, buôn lậu ma túy, cướp, hối lộ và giết người. Al Capone được mệnh danh là Bill Gates của thế giới tội phạm với tổng thu nhập là 1,3 tỷ USD. Y kiếm số tiền khủng như vậy thông qua hoạt động vận chuyển rượu lậu sang Mỹ trong thập niên 20 và 30 của thế kỷ trước. Capone mua chuộc hầu hết quan chức cảnh sát và tòa án. Theo số liệu của chính quyền thành phố Chicago, chùm xã hội đen đã kiếm 100 triệu USD chỉ trong năm 1929 thông qua các hành vi trái pháp luật. Thảm sát chấn động nước Mỹ ngày Valentine năm 1929 là vụ tai tiếng nhất ghi dấu ấn của tên chùm. Đây là sự kiện đỉnh điểm trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Windy giữa hai kẻ không đội trời chung là Al Capone và Bush Moran. Bảy tay chân thân tín của Moran đã bị thuộc hạ của Capone bắn chết trong vụ thảm sát. Dù thoát khỏi hầu hết các vụ truy đuổi của giới chức và cảnh sát, Capone lại thất bại trước sở thuế vụ và chịu án 11 năm sau chấn xong vì tội trốn thuế. Một trong số kiến trúc sư chính của hệ thống mafia Mỹ. Charles Lucky Luciano, sinh năm 1897, mất năm 1962, là một chùm mafia Italy. Ông ta còn là bố già của nghiệp đoàn tội phạm quốc gia và là kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia trong thời chiến tranh. Lên 10 tuổi, Luciano theo gia đình di cư sang Mỹ và sinh sống tại một khu phố người Italy ở thành phố New York. Ở tuổi đó, Luciano đã bắt đầu kiếm tiền bằng việc bắt những đứa trẻ khác phải trả phí vì đã bảo vệ chúng. Trong một cuộc tranh chấp, Luciano đã gặp Mayor Lasky, kẻ sau này đã trở thành cộng sự đắc lực của y.
Hai người nhanh chóng lôi kéo thêm nhiều đứa trẻ gốc Italy cùng tuổi khác, lập nên một băng nhóm nhỏ để cạnh tranh việc trộm cắp vặt, đánh nhau với các băng nhóm khác. Năm 1916, Luciano gia nhập Five Point Gangs, băng nhóm dính líu tới những vụ sát nhân. Bằng khả năng tổ chức, tài tình và hợp lý, Luciano đã luôn cố gắng kế hoạch hóa mọi phi vụ phạm pháp. Với cộng sự đắc lực gồm Costello, lo phần mua chuộc quan chức và cảnh sát, Mayer, bộ óc tính toán thiên tài, và Seager, lạnh lùng trong các cuộc chiến ẩu đả, Luciano đã tạo ra một bộ máy tội phạm sơ khai của thế kỷ 20. Cùng với luật cấm rượu của Mỹ, tổ chức này giàu lên nhờ buôn bán rượu lậu. Luciano chính là một trong những kiến trúc sư của hệ thống mafia Mỹ. Trùm ma túy khát máu. Pablo Escobar, sinh năm 1949, mất năm 1993, là một trùm buôn ma túy người Colombia. Danh tiếng Pablo nổi như cồn sau khi tham gia tổ chức buôn bán ma túy Medellin Cartel của Colombia. Cuộc đời Escobar xoay quanh mục đích duy nhất là làm ra và bảo vệ một núi tiền bằng mọi giá. Băng đảng của tên này hối lộ các quan chức những lô hàng của chúng tuồn sang Mỹ một cách thông suốt. Chúng cũng sẵn sàng trừ khử những người không nhận tiền. Dưới trướng Escobar, tập đoàn Medellin Cartel là tổ chức đầu tiên sản xuất và phân phối cocaine ở quy mô công nghiệp, đưa Escobar trong vòng vài năm lên vị trí những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản gần 25 tỷ USD, theo Forbes. Trong những năm 1980 và tới tận trước khi chết vào năm 1993, Pablo Escobar cùng tổ chức Medellin Cartel của gã đã vẽ ra một bức tranh đẫm máu ở Colombia. Riêng trong năm 1991, tỷ lệ giết người ở thành phố Medellin đã lên tới con số gây sốc là 381 vụ trên 100.000 dân. Trong năm đó, khoảng 7.500 người đã chết tại thành phố. Escobar đưa vào tầm ngắm các chính trị gia, cảnh sát, lực lượng an ninh, các nhà báo, các quan tòa trong cuộc chiến chống lại nhà nước. Trùm xã hội đen mang phong cách Hollywood. John Gotti là trùm mafia khét tiếng nhất nhì nước Mỹ. Y là người cuối cùng của giới xã hội đen mang phong cách thời trang lịch lãm Hollywood. Gotti trở thành tên đầu sỏ của gia đình tội phạm Gambino vào giữa thập niên 80. Giới chức Mỹ từng gọi Gotti là Tây Phần Đôn nhờ tài thoát án siêu hạng. Gotti là một gã sát thủ máu lạnh, sẵn sàng làm mọi việc để đạt điều y muốn. Từng bị bắt vì tội trộm cắp trong những năm cuối thập niên 50, song phải đến năm 1969, John Gotti mới thực sự nếm mùi song sắt vì âm mưu cướp máy bay ở sân bay Kennedy, New York và bóc lịch 3 năm ở nhà tù liên bang Lewisburg, Pennsylvania. Ra tù năm 1972, y gặp chuyện xui rủi khi cậu con trai chết trong một tai nạn xe năm 1980. Người láng giềng vô tình đâm vào con trai Gotti, bị đàn em của y thủ tiêu ngay tức thì. Sau cái chết của cậu con trai, Gotti sa vào cờ bạc và có nhiều hành động liều lĩnh hơn. Những năm cuối thập niên 80, Gotti giành thắng lợi lớn ở 3 phiên tòa của tòa án liên bang. Cú hích này đưa y trở thành kẻ bất khả xâm phạm. Cũng từ đây, Gotti thu hút sự chú ý của dư luận với diện mạo bóng bẩy, đầy học thức. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa tên trùm xã hội đen vào đúng quỹ đạo, Cục Điều tra Liên bang FBI đã thực hiện chiến dịch lớn, gài dẹp vào tất cả những nơi tên trùm hay lui tới. Y bị kết án chung thân vào năm 1992 vì phạm 13 tội, gồm các vụ thanh toán nội bộ gia đình Gambino. Thụ án 10 năm, Gotti chết trong tù vì chứng ung thư vòm họng. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.